Thế chỉ cần em yêu gật đầu mọi thứ xung quanh đều là ok. Anh không có cổ đông, số anh thì không có cổ đâu. Xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm dâu kêu theo đời trai bưng mâm coi bói như ngày 25 nàng ơi anh tới đón em về có tình trăm năm. Em nằm mơ ngày làm thơ thương rồi nhớ mà cứ sau lòng thật và anh luôn thấy từ mà sao em cứ đi nhầm đường lạc qua tim anh lẽ lời tâm sao chưa đây là phải nói ra làm chi? Câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm gì? Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu. Dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn. Chị đây làm ăn, em đi. Trời ơi, lợn này hay lươn lắm, có bánh ăn. Rồi lợn gì ăn cho? Đó chính là em. Tao đây, đây, nhìn đây, nhìn đây. Xinh. Quá xinh. Em sẽ là cánh tay phải đắc lực của chị. Tình em dù cần thiết đâu, ta yêu nhau nên xin đừng giết nhau. Hãy cứ cùng nhau qua đêm này ta cả trôi. Dù ta cố gắng cho tình yêu về. Yêu thắm nồng cùng tim thân tơ, trong giấc mơ thầm nồng ngồi ông bướm lại mà nhạc. Sau đó chúng ta lại nâng cao để tìm được nhau mây. Anh chỉ phải qua hôm mày đã. Ai sinh ra năm mới không phải là nát. Đứng chơi đi chơi khác. Ngày nhà Well everybody put your hands up. Ocean and Moby, we get it. Linda, I bite. Something me, I don't want to talk to you. I. Con bé nhìn nó không được nhanh nhẹn lắm. Nó đi đến đây chẳng biết nào bị thằng say rượu. Nó đi từ kia đi đến. Nó đâm chết tại chỗ. Mình phải đi vào nhà khác.
mà tình yêu yeah. Em ơi hơi quen đó nói em chẳng siêu siêu. Em được sống tới nơi mà anh sẽ yêu em. Muốn vì ta vậy. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Nhung, chị Nhung đang buộc tóc cho em Thảo. Cả trái đất này không ai yêu em bằng anh. Cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Anh dám hôn, em đập cho lời mồm. Anh dám hôn, thử dám chết. Anh Hiếu, anh có gì ăn không? Cho bạn ăn với. Ơ, tao vừa đi mua táo. Úi, táo à? Em thích, thêm quả. Ừ, làm gì có mà cho. Tao có mỗi quả thôi. Thế nhưng mà lại cắn dở mất rồi. Lần đầu tiên anh không nói nên lời. Giấc mơ nào có đâu xa. Tình yêu nơi đó có hai ta. Ông tát không được phát mày chết luôn bây giờ nhá. Chị đừng có mà mồm điêu nhá. Làm gì có ai tát một phát mà chết luôn. Chị tát đi, chỗ này nhiều máu này. Anh em ơi, một trẻ trâu nhất, ai xinh nhất, ai nhiều người theo đuổi nhất, ai nhiều người yêu cũ nhất, ai hi người yêu cũ là đời con chó, ai giang hồ nhất, bố mày sợ mày quá bố kéo cả lo, ai hợp gu con trai nhất, ai may mắn trong tình yêu nhất, ai giàu nhất. Em cũng tự biết kiếm tiền điện, tiền phòng, tiền nước em cũng tự trả, thích gì thì em tự mua. Thế cho nên nếu như sự xuất hiện của anh chỉ mang đến thêm phiền phức, vậy thì anh cút xa ra.